Dạ, chào anh. Chào anh hỏi anh ai ạ? Dạ, anh cho em hỏi đây có phải là nhà thầy... Trời, đúng. Dạ, cảm ơn anh, chào ạ. Dạ. Anh đứng đây. Thầy em đang luyện trưởng đấy. Dạ. Anh đứng đây chờ em một tí. Dạ vâng ạ. Thầy ơi! Cái gì? Có khách! Hả? Có khách! Có khách à? Ừ! Sộp không? Sộp! Ra mời anh! Ừ! À, đây này! Cái gì? Lấy tao cái áo của đây! Nhanh lên! Đây, đây, đây! Áo đây! Đâu rồi? Đây, 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 đây! Trời ơi! Thằng điên! Đây là váy! Ui giời! Lại cho cái gái về nhà! Ôi trời ơi! Thầy ơi! Đây! Nào! Thọc tay vào đây. Nhanh lên thọc vào. Tay này đâu thọc vào. Đây, 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 đây. Rồi. Rồi. Đây. Chưa? Rồi. Bây giờ chưa? Tao dặn này. Ừ. Khi ra mời khách, mặt mũi phải tươi tắn lên. Tươi lên rồi. Nhưng cấm mày cười. Thế lại không cười nữa. Cái răng sức này của mày mà cười ra mà khách người ta bỏ về hết. Tao giết mày. Ôi, cái mồm thầy thối quá. Điên. Anh ơi, dạ. Thầy em đồng ý rồi. Anh vào đi. À, vâng, vâng. Vào phải đây. Khá đạo phi thường đạo. Thầy. Danh thầy ơi. Khá à. Danh dạ, anh ơi, phi thường thầy danh. Đấy. Có khách thầy. Ngồi. Dạ, thưa thầy. Anh có thể gọi ta là chân nhân, thưa nhân, chân nhân, thưa bần đạo. Hoặc thưa Âu Dương tiên sinh, dạ. Hoặc thưa linh tinh bất náo gì cũng được. Dạ. Nhưng mà chớ gọi ta bằng thầy. Dạ, dạ. Ta có dạy anh ngày nào đâu. Dạ thưa chân nhân đạo sĩ, Âu Dương Dụng tiên sinh, linh tinh bất náo. Con muốn thỉnh giáo một việc ạ. Anh cứ nói. Dạ, thưa ngài, được biết ngài là một người quyền phép vô biên, nhân đức trọn vẹn, dũng khí song toàn. Vậy ngài có thể chỉ đường vật lối cho con được không ạ? Quyền phép của ta thì cũng thường thôi. Nhưng các sư phụ của ta mới vào hạng top hit. Thế à? Muốn gặp gỡ các sư phụ của ta không dễ đâu, khó đấy. Dạ, thưa tiên sinh, khó là thế nào ạ? Đường trần còn khó đi, huống chi đường trời, gian nan khó khăn lắm. À, dạ, dạ, dạ. Dạ. Ta thấy có vẻ đèn xanh bật rồi. Đường cũng đã thông thoáng. Như hình như chỉ có mỗi một ngày đến thôi. À, dạ 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 vâng con hiểu ạ. Ừ. Dạ. Đấy. Gió đã nổi lên rồi. Ừ. Sóng to, gió to rồi đấy. Dạ. Thầy ơi, sao gió mùa đông bắc thế ạ? Cơm mồm. Đổ nó leo. Bến bờ thì còn xa lắc, thế mà thuyền thì cứ trao đảo. Ui trao giời đảo, ơi, trưa nay thầy uống rượu, bây giờ đầu óc thầy vẫn trao đảo thế. Cơm mồm. Ui giời. Nói leo. Thầy. Ra thắp hương cho ta làm lễ. Lại thắp hương à? Đấy để ta lễ. Thầy. Thánh đã về rồi đấy. Thế à? Anh có nguyện vọng gì cứ đề đạt. Dạ dạ dạ, thưa ngài, chả là ở cơ quan con đang khuyết một chân trưởng phòng ạ. Vậy xin thầy chỉ cách cho con vào cái chân đấy ạ. Quyền lực đã làm anh lóa hết cả mắt rồi. Dạ. Tại sao anh không dùng đức độ tài năng của mình để phấn đấu được cái chức đó? Thầy ơi, con phấn đấu mãi có được đâu hả thầy? Đấy, như cái thằng Thủ Sương ấy, cháu ông Mùi giám đốc ấy ạ. Nó ngu như bò, lười như hủi ấy. Thế mà được cân nhắc chút con đấy thầy ạ. Đúng rồi. Thầy tưởng bây giờ là có năng lực, có tài năng là được đấy à? Nhất thân như thế, thầy hiểu chưa? Anh có biết vừa rồi anh to tiếng với các thánh không? Người ta đi lễ thánh thì phải thành kính. Ai là cứ như anh cứ sồn sồn như là tay phải bỏng ấy. Làm sao có thánh chịu được? Dạ dạ dạ. Con xin lỗi thầy ạ. Con xin lỗi ông Binh.
Con xin lỗi các thánh ạ. Mà cũng may cho anh nhá, hôm nay mát rời, các thánh vừa đi đăng sinh với cái tên nữ về. Ôi thế ạ? Ừ, cho nên cũng dễ tính đấy. Dạ, vâng, vâng. À, mong thầy nghĩ cách giúp con với ạ. Thôi được, bây giờ thế này. Dạ. Tôi có ba kế sách. Ba kế sách ạ? Thượng sách, trung sách, hạ sách. Anh dùng cách nào? Dạ, thượng sách là gì hả thầy? Thượng sách, tức là anh đến nhà lãnh đạo, bơm thật nhiều tiền vào. Sao? Dạ, thế còn trung sách là gì hả thầy? Trung sách thì tự anh bỏ tiền túi ra, thành lập công ty, rồi tự mình là sếp. Con nói nhiều tiền mà nói làm gì? Thế còn hạ sách là gì ạ? Hạ sách. Hạ sách thì khó đấy. Dạ dạ, vâng, con hiểu ạ. Dạ đây ạ. Mong thầy chỉ giúp ạ. Hạ sách ý. Dạ. Là anh phải đến gặp sếp bà bằng cửa sau thật nhiều lần. Gặp cửa sau? Sếp ông không nhận, anh ép sếp bà phải nhận. À, khi mà cá đã cắn câu, lo gì việc lớn không thành. Hay quá, thầy cho tôi giỏi ạ. Thế anh tuổi gì nhỉ? Dạ, con tuổi Tý, sếp con tuổi Mùi ạ. Tý, dí, mùi, mùi, rùi, tí. Tý, dí, mùi, mùi, rùi, tí. Hôm nay ngày đẹp lắm. Thế ạ? À? Rất đẹp. Thế ạ? À? Vâng. Bất cứ giờ nào cũng đẹp. Dạ. Hôm nay anh phải đến nhà sếp ngay, được không? Dạ, dạ, dạ. Thưa thầy. Khi đến nhà sếp, nhớ điều tra xem có mấy người phụ nữ. Ngoài vợ sếp ra ấy, nhà sếp còn có một cô con gái chưa lấy được chồng. Người ngoài cứ tưởng là cô ấy bị bệnh, hóa ra là cô ấy bị bệnh ôm ai xấu với lọ. Cho nên là thằng nào tới cũng vãi cả họ nhà sếp ạ. Búc đồ tôi nhà anh rồi. Thế là may đấy. Anh phải tóm thật chặt lấy sếp bà và cô gái ấy, đừng có buông ra, hiểu không? Nói như thế, tức là cô gái đó là chìa khóa vàng để anh mở cánh cửa danh vọng, hiểu không? Dạ. Anh phải túm chặt lấy sếp bà và cô gái. Dạ. Nhớ nhá, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vâng, vâng, vâng. Túm chặt vào. Đúng rồi. Khi nào thành công nhớ quay lại tìm ra nhá. Dạ vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn thầy. Con xin phép con về đấy ạ. Con về thầy ạ. Này này, thế dạ. có quên gì không nhỉ? Dạ dạ vâng ạ. Đây ạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ thầy, con xin phép ạ. Người đâu? Dạ, Tiễn Khái. Dạ. Con chào thầy. Hey, anh về nhá. Vâng, thầy quá. Chào anh. Quả như lời thầy dạy, không sai chút nào. Giờ này sếp đi vắng, mình sẽ á ơi sếp bà. Em chào chị ạ. Chị ai đấy? Ui dồi ôi chị ơi, dạo này trông chị trẻ quá. Chồng chị đẹp quá, ôi ôi, em còn không nhận ra chị nữa ạ. Ôi ôi. Này, dạ. Thế nhưng mà chị đã gặp chú bao giờ chưa nhỉ? Dạ, tất nhiên là chưa bao giờ ạ. Nhưng mà em biết rất nhiều về chị ạ. Bởi vì anh nhà đã suốt ngày kể về chị ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tích. Nhân viên của anh nhà mình ạ. Em là một nhân viên ưu tú ạ. Nhân viên ưu tú dạ à? Dạ vâng ạ. Nhưng mà hôm nay anh ấy không có nhà. Vâng vâng vâng. Em biết là anh không có nhà rồi ạ. Hôm nay em đến ý, chủ yếu là gặp chị thôi ạ. Em với anh ý, ngày nào chả gặp ở cơ quan như anh em ruột đấy ạ. Ôi ôi. Thế mời chú vào nhà đi. Dạ dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi, nặng quá nhỉ. Dạ. Để chị xách bớt vào cho nào. Ôi dồi ôi, cho đỡ nặng nhá. Chú vào nhà đi. Ôi, nhà chị đẹp quá chị ạ. Trông lộng lẫy cứ như cung điện Elysee rồi ạ. Ôi chị ơi, ôi ghế bộ ghế đẹp quá. Ôi cái thảm này là thảm Ba Tư hay sao chị nhờ? Ba Tư á? Vâng, Ba Tư ở Ba Lan ở gần Đông Âu ấy. Ô, sao lại Ba Tư ở Ba Lan à? Vâng. Ô, chị lại tưởng ở Ả Rập, Ả Riết gì chứ. À, nó ở Trung Đông. À. Thì Ba Lan với Ba Tư là một, cùng ở trên trái đất cả mà chị. À thế à? Vâng. Cái gì đấy? Khiếp. Cái gì đấy? Ôi, chị ơi. Hả? Ôi, cái áo của chị đẹp thế. Ủa, em thề với chị là từ bé đến giờ ấy, em chưa bao giờ được thấy cái áo nào đẹp như thế này chị ạ. Ôi, em mà thấy cái áo nào đẹp như thế này ấy, thì em chết đứng như từ hải luôn. Ôi dồi ôi, chết đứng luôn được á? Vâng. Sao chú lại dễ chết thế nhở? Ôi.
À mà chị ơi. Hả? Cái áo này ai tặng chị đấy à? Áo này là của ông nhà tôi đi công tác ở châu Phi mua về tặng tôi. Ê! Em biết ngay mà. Chị mặc cái áo này vào ấy, trông chị ấy cứ như thổ dân da đỏ ấy. Này. Dạ. Chú bảo tôi là giống thổ dân à? Vâng. Hả? Không. Ý em nói khi chị khoác cái áo này lên người ấy, trông chị đẹp, lộng lẫy như là nữ hoàng Ai Cập thời tiền sử ấy ạ. Ôi giời ơi, nếu mà ấy, trên đầu chị ấy, mà đội thêm cái mũ lông chim vào ấy, ôi giời ơi, thì đẹp hết ý giản thiên lý lần chị ạ. Hết ý giản thiên lý. Chú đừng sao mà kéo mồm. Chị ơi, kia là người giúp việc nhà chị à chị? Có phải giúp việc đâu, đấy là con gái chị đấy. Ôi thế à, con gái chị ạ? Ôi thế à? Ôi chị ơi, trông đẹp lắm chị ạ. Ôi trông nhiều điệu thướt tha. Xinh lắm chị ạ. Xinh lắm. Vâng. Thướt tha lắm á. Đẹp lắm, mẹ đẹp con cũng đẹp. Đẹp này con. Dạ. Chú Ấm ơi. Chú Ấm. Dạ. Em tên là Tích chị ạ. Gồm Ấm với Tích thì cũng như nhau cả mà. Giống như kiểu Ba Tư với Ba Lan. Vâng. Như nhau hết đấy mà. Này, thế bây giờ chú uống cái gì để chị lấy nào? Nhà chị đủ hết nhá. Chị cho em uống gì thì em uống đấy ạ. Chú nói như thế. Nhớ chị lấy nước rau muống luộc ra chú cũng uống à? Vâng. Chị ơi, cái món nước rau muống luộc ấy là em thích lắm đó chị ạ. Ngon đấy chị. Thật là khéo mồm, khéo miệng. Đây, mời chú uống. Cảm ơn. Nước rau luộc với sâm đấy. Em xin chị ạ. Uống đi. Chị ơi. Hả? Hôm nay em có chút đồ mang đi biếu chị. Chị dùng thử xem có hợp không ạ? Ôi trời ơi, dạ. Không, tôi không dám nhận đâu. Này, ông nhà tôi mà biết á, chết đấy. Không, chị ơi. Không, ông ấy mà biết là chết đấy. Mặc dù là những cái thứ này tôi cũng đang rất là cần. Vâng, chị biết không, chị dùng những cái đồ này vào ấy, chị đã đẹp lại càng sang trọng thêm chị ạ. Đây này, anh nhà làm sao mà biết được. Ôi dồi ôi, em nói với chị nghe nhé. Đây, em mua thỏi son này một lúc 10 thỏi luôn. Hàng xịn, sách tay từ Nhật về đấy ạ. Sách tay vâng, à? Vâng. Đây này, phấn lót nền này. Đây là phấn trắng này, chị dùng thử đi ạ. Đây là nước hoa xịn này. Nước hoa xịn à? Chị phải nhận ấy, thì thằng em mới vui ạ. Chú bảo là chị nhận. Vâng. Thì chú mới vui. Vâng ạ, chị nhận là thằng em vui lắm ạ. Thế à? Vâng ạ. Này, dạ. chị chiều chú lắm đấy nhá. Vâng. Được rồi, chị sẽ nhận tất cả cái chỗ này cho chú vui luôn một thể. Vâng ạ. Nhá. Gấm, chú đáo quá cơ. Trời ơi. Dạ. Sao chú tâm lý thế? Dạ. Này, anh nhà chị, anh ấy tâm sự gì với chú hay sao? Mà lại mua cả đồ lót sen cho chị đấy. Này, cái đồ lót sen ấy là chị thích lắm đấy nhá. Sửa tâm lý quá. Chết rồi. Mình mua bộ đồ lót lại cho con bồ lại cho nhầm vào đây. Thế này thì tiền đâu mà mua cho nó bây giờ chứ lên. Này. Dạ. Làm gì mà phải ngượng thế. Mà này, dạ. Thế chú bảo là chị nhận thì chú vui. Dạ đúng. Thế mà chị nhận tất cả đấy rồi. Mà sao mặt chú lại méo xẻo thế kia? À không, chị ơi, nãy giờ em đang vui chứ ạ? Chị vui mà chị, thế ạ? Chị không thấy em huyết sáo đấy ạ? Chả có tí hợp nào mà huyết. Để em hát chị nghe nhá. Con chim non trên cành cây, hót nữa đi. Em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui. Hay quá bạn ơi. Chú Ấm Tích này. Dạ. Thế, chị hỏi là thế hôm nay chú đến đây chơi hay là có việc gì không? Chị ạ, hôm nay em đến thăm chị ạ, thì em chỉ có một mong muốn tột bậc em. Thôi. Dạ. Chú hôm nay chú đến để chạy chức phải không? Không. Thôi. Nếu mà chú đến chạy chức thì thôi. Không. Chú cầm về đi. Không. Chú cầm về đi. Không phải đâu chị ạ. Chị ơi, em chỉ có một mong muốn duy nhất, một mong muốn tột bậc. Đó là được rủ tiểu thư nhà mình đi uống cà phê rồi nghe nhạc ạ. Chú định rủ con gái chị đi chơi á? Dạ vâng ạ. Thế chờ để chị vào chị hỏi ý kiến nó dạ, xem vâng nào ạ. Nhá. Vâng ạ. Đợi tí nhá. Cố lên nào Tích ơi.
về tương lai con em chúng ta. Cố lên nào. Nhắm mắt vào, tưởng tượng ra khuôn mặt kiểu nữ nhà sếp. Ôi. Đây, con gái cô đây. Xin kính chào tiểu thư. Sao anh biết em thích được gọi là tiểu thư? Tôi biết như vậy bởi vì trong giấc mơ tôi đã thấy như thế. Ơ, anh mơ thế nào? Trong giấc mơ tôi thấy tiểu thư hiện ra cười với tôi bằng một nụ cười mê hồn. Ôi trời ơi. Và khi tỉnh giấc tôi phóng ngay con chiến mã 150cc đến đây để mời tiểu thư đi uống cà phê và đi nghe nhạc. Mẫu hậu ơi, ôi trời, cho con đi nhá, nhanh lên. Ta cho phê. Xin phép mẫu hậu cho con được đưa tiểu thư đi uống cà phê. Đi thế này, đi. Dạ. Dạ. Cơ hội vàng vàng đấy, giữ cho nó chặt nhá. Dù mẫu hậu yên tâm đi. Đi, đi, đi anh. Xin phép mẫu hậu cho con được đi ạ. Đi anh. Xin phép mẫu hậu cho con đi ạ. Đi. Thôi từ từ, từ từ. Thôi từ từ, con đi luôn. Đi anh. Rủi rủi cho thằng gà mờ này, giúp con dở đánh đi cho nó rảnh nợ. Khung cảnh ở đây đẹp quá anh ạ. Cảnh đúng là đẹp thật em ạ. Anh ơi. Ơi. Cây kia là cây gì hả anh? Nó là cây cao mà em cũng không biết à? Cây cao á? Em đi du học nước ngoài từ nhỏ, cho nên là có biết cây cối Việt Nam là cái gì đâu. Mà anh ơi, chứ một cây này lạ nhở. Lá nó màu xanh, nó xòe xòe ra như kiểu góc rối ấy nhở. Đúng là lạ thật. Nó là gọi là cây cao ta đấy. Cây cao ta? Cao ta đấy. Ôi, anh quả là hiểu biết. Đến cây cao ta mà anh cứ biết thì anh quả là hiểu biết. Thế mà em này, thế em đi du học nước nào đấy? Dạ, em du học ở nước Ai Cập. Ui dồi, Ai Cập cơ à? Vâng. Thế em học ngành gì? Dạ, em học ngành ướp xác. Ủa, ướp xác á? Vâng, thế... anh không biết à, Ai Cập từ thời cổ đại ướp xác rất giỏi, nghề độc đấy anh ạ. Anh ơi, ra đằng kia đi. Đi anh. Đúng là độc thật. Thảo nào, trông người nàng cứ như cái xác ướp. Đi anh. Anh ơi, ơi. Em có đi thăm nhiều nước nữa cơ. Thế à? Thí dụ như là nước Pháp nhá. Pháp cơ à? Nước Pháp đẹp lắm anh ạ. Ừ. Nước Pháp là cái nôi của văn minh. Ờ. Paris là kinh đô của ánh sáng. Thế à? Đẹp lắm anh ạ. Thế anh đã đi nước Pháp chưa? Đi Pháp á? Ừ. Anh chỉ đi Pháp Vân thôi. Pháp Vân á? Ừ. Ô, anh ơi, Pháp Vân là ở châu nào hả anh? Pháp Vân là ở châu, nó ở châu, châu Văn Điển em ạ. Châu Văn Điển á? Ừ, châu Văn Điển. Em chưa nghe từ châu Văn Điển bao giờ cả. Ừ, thế em đi nước ngoài nhiều mà, làm sao biết ở Việt Nam mình được? Được. Ngồi đây đi anh. Ừ. Ừ, cô này đẹp quá nhỉ. À em ơi. Dạ. Thế, nước Pháp trông thế nào em? Ngồi ở đây, em lại nhớ đến quán cà phê ở đường phố Paris sở hoa lệ. Em nhớ quán De Fra mà những tay nghệ sĩ hay lui tới anh ạ. Trời ơi, không biết nữa? Bao giờ em mới có dịp trở lại đấy. Rồi em sẽ có dịp, em yên tâm đi. Mà anh biết không, em ý còn hay ngồi bên dòng sông Sen ý. Dòng sông Sen à? Mà anh biết không, hồi đấy em mơ mình sẽ là một con thiên nga. Để em trôi giữa dòng nước thanh thản này anh ạ. Thế cuối cùng em có thành thiên nga không? Không, em là con người cơ mà. Thế mà nãy giờ nghe em kể, anh cứ tưởng là em thành thiên cổ cơ. Anh này. À quên, em thành thiên nga, anh có thiên nga. Anh lại trêu em rồi. Mà anh ơi. Hả? Em nghe tiếng chim văng vẳng đâu đây anh ạ? Đâu đâu, chim đâu? Em nghe rõ ràng mà. Này, em biết rồi. Đó là tiếng gai hót trong bụi mận chim. Hả hả? Tiếng gai hót trong bụi mận chim trong bộ phim cùng tên ấy mà. Anh hiểu rồi. I know. Em phải nói là tiếng chim hót trong bụi mận gai. Anh ơi, có phải là có Cha Lan và Maggie yêu nhau say đắm đúng không anh? Chuẩn. Anh biết không, hồi đấy em mơ mộng lắm. Thế à? Em mơ ấy, mình sẽ là Maggie, còn một người nữa sẽ là Cha Lan. Kiểu như anh ý. Anh ơi. Đấy, anh sẽ đến đón em bằng cưỡi chiếc xe trâu. Xe trâu á? Xe trâu á? À quên nhầm. À xe bò. Xe bò á? Xe bò người à. Xe ngựa. Đúng rồi, xe ngựa. Rồi anh sẽ cầm tay em. Cầm tay em. Và sẽ quỳ xuống, cái sướng. Nó là sẽ cầu hôn với người đẹp nhất hành tinh. Hôn đi. Cái gì thế em? Em sướng quá anh ạ. Em sướng quá mà em cứ
Anh rất cả mình. Em biết không? Dạ. Nãy nghe em kể về xe ngựa ấy, anh cứ tưởng tượng ra một khung cảnh chỉ có anh và em, hai đứa mình đi trên một chiếc xe ngựa dọc bờ sông đầy nắng và gió. Thế là gió thổi thẳng vào mặt anh. Ôi trời ơi, anh có làm sao không? Có làm sao không? Ôi trời ơi, khổ thân. Anh ơi, có sao không? Hả? Không. Này, gió thổi vào anh cho nên anh bị phải gió đúng không anh? Anh ơi, chỗ kia đẹp quá anh ạ. Cả nhà mình phải... Ra đây anh. Ôi em bảo này, em ý là em mê văn học lắm đấy. À? Em đọc từ văn học Nga sang văn học Pháp. Em đọc từ bản nháp sang bản in. Từ Palestine sang Áo. Em đọc từ Bảo sang Ruby. Từ Tunisia sang Thổ Nhĩ. Nói chung là cái gì em cũng đọc đúng không? Đúng rồi. À nhưng mà em ơi. Dạ. Cái nước Bảo là nước gì hả em? Nước Bảo là nước Bulgari. À, cái nước Bulgari như thế. Anh không biết. Mà em bảo này, em thấy anh là hơi bị tinh thể đấy. Hả? Tinh thể. Ai? Không, em phải nói là anh thật là tinh tế. Em đi học và du học ở nước ngoài lâu quá, cho nên là em quên tiếng Việt nhiều lắm anh ạ. Thế em này, em đi bao nhiêu lâu? Dạ, em đi 2 năm. Có 2 năm mà em quên hết tiếng Việt á? Úi dồi ôi, 2 năm hơi bị dài đấy anh ạ. Anh tính xem nhá, 2 năm là hơn 700 ngày cơ mà. Dài. Ừ. Dài thật, dài như cái quan tài. Úi dồi ôi. Hết ngày dài, rồi lại đêm thâu, đôi ta đi, chẳng biết đi đâu. Ê, anh có lâu lắm ý, mình có mời, mời em đi uống cà phê và đọc thơ cho em nghe đấy. Bởi vì anh ấy, mãi là anh ấy biết em đấy. Chứ anh phải biết em sớm ấy, thì có khi bọn mình ý, bọn mình có con rồi đấy. Có con á? Hả? Thế, em không đồng ý à? Em phải giữ ý mà, em là con gái, đâu có thể buông tuồng được, ai rủ cũng đi được đâu. Thế, từ trước đến nay, có bao nhiêu người rủ em đi chơi rồi? Mỗi mình anh. Thế à? May quá đời em còn có anh, không thì nó sẽ... Sẽ làm sao hả em? Vỡ tan tành. Ôi! Hay quá, hay quá. Em xuất khẩu thành thơ. Chị em. Quá được. Mấy bảo này, có phải anh đến đây là anh vì anh quý em không? Ôi giời ơi, em không phải hỏi lại. Anh đến đây ý, không phải là quý em, mà là quá quý em. Cứ nhìn vào đôi mắt anh ý là em đủ biết rồi. Anh quý em ý, như con nít quý cà rem. Như cái rèm quý cửa sổ. Như con hổ quý con nai. Như con thải lại quý. Phải không anh? Quá chí lý. Như canh bi nấu thịt gà, như ba ba ôm chuối đậu. Ôi, anh tuyệt vời quá. Mà anh ơi, em bảo này, em ý là anh thấy anh quý em, cho nên là em sẽ nói tốt về anh cho ba em thấy. Thôi, không phải thế đâu em ạ. Anh yêu em bằng tình yêu chân thành cơ mà. Ừ, nhưng mà anh xứng đáng như vậy mà. Thật không? Thật. Thế thì em cứ nói, cứ nói với bố nhá, nói nhiều vào nhá. Mà anh ơi, em bảo này, thế bây giờ mình đi đâu hả anh? Đi đâu cũng được, em đi đâu thì anh chiều đó. Anh chiều đó à? Ừ. Em ý là em bị mỏi lưng đấy. Mỏi lưng à? Ừ. Chết. Em cần chỗ nào yên tĩnh nói chuyện để em ngả lưng ấy mà. Mà chỉ nói chuyện thôi nhá, chứ không làm gì đâu đấy. Em là gái ngoan mà. Anh biết em là gái ngoan. Bọn mình chỉ vào một chút thôi nhá. Vào một chút là thế nào? Anh mà máu ý là em overnight luôn. Đi rồi anh. Bà vừa đi shopping về đấy à? Vừa về. Dồi ôi, của một đống tiền thế này cơ à? Em ơi, nhiều tiền lắm đấy. Chả mất đồng nào. Ôi, toàn đồ hiệu, hàng xịn đi chứ. Chuyện đã là vợ sếp nhá, thì phải dùng đồ hiệu, tiêu tiền triệu. Như thế thì nó mới sành điệu, ông hiểu chưa? Thôi chết rồi, bà lại nhận quà biếu đúng không? Thì vượn. Rồi ôi, tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi là không được nhận quà biếu, bà hiểu không? Bà hiểu không? Ông buồn cười nhỉ? Thế tôi với ông chả cam kết với nhau rồi. Khi có khách đến, ông tránh mặt đi để tôi nhận quà. Thế bây giờ ông có nói cái gì nữa? Hả? Ôi, kịch bản thì lại như thế. À. Thế nhưng mà... Mà sao? Người ta phải nhận con cá sột, con cá voi, con cá nhà táng. Chứ ai đi nhận mấy cái đồ này? Ông đừng có nói là vớ vẩn nhá. Đây toàn những thứ tôi cần đấy. May quá chú mang đến, tôi nhận luôn. Chú nào? Chú,
ấm chén gì à không, chú Tích. Chú Tích à? Tích, Tích. À, có phải Tích mà người nó thon này. Đấy, má ơi hóp hóp. Thằng này rất láu lỉnh, phải không? Ừ, ông ơi ông. Này. Hình như thằng này nó đang để ý đến con gái mình đấy. Ôi giời ơi, gớm may phút là ông làm thế nào à ơi đi. Nó rước đi cho nó rảnh nợ ông ạ. Gớm, đang ế xưng ế xỉa đây kìa. Này, cái thằng ấy đang làm thủ kho ở chỗ tôi đấy bà. Thủ kho? Thế bây giờ nó đang muốn lên chức gì? Bây giờ đang tranh chức trưởng phòng tổ chức bay hiểu không? Trưởng phòng tổ chức á, ông cho nó lên luôn thì vẫn. Nhưng mà không được, thủ kho thì làm sao làm trưởng phòng tổ chức được. Sao bà không hiểu gì cả? Sao không làm nó được? Nó có bằng cấp gì đâu, không có một cái bằng cấp gì cả. Rồi ôi, ông này sao lại vớ vẩn thế nhỉ? Ông không nhìn ra mình kìa, bao nhiêu cơ quan bây giờ kìa, toàn giám đốc nhá, đưa con đưa cháu vào làm những cái chức còn to gấp tỷ lần cái chức trưởng phòng tổ chức của ông nhá. Ôi giời ơi, ông cứ quan trọng hóa vấn đề. À biết cái gì cả. Đúng là cái đồ đàn bà chỉ tham mấy cái đồ này vớ va vớ vẩn này. Mà vì sao bà biết vì sao bà tôi không thèm nhận những mấy cái đồ này không? Mấy cái đồ này tôi không thèm nhận. Ôi giời ơi, thì ông liêm khiết chứ gì, ông không muốn nhận hối lộ chứ gì. Giời ơi, ông này phải muốn giữ uy tín chứ gì. Uy tín cái ngổ biến bỏ ấy. Người ta câu con cá sột, con cá lớn thì nó lại đem cho là mấy con tép riu này. Đấy bà nhìn xem, cái đống son phấn của bà chỗ này thì bán bao nhiêu tiền ạ? À? Bà thích, bà bảo tôi một câu, mai tôi mua cho bà một rổ, một xe ô tô luôn. Mà đắt lắm thì cũng 100-200 nghìn một hộp là cùng gì. Mà đây này, có khi nó đều lại mua cho bà hàng dởm, hàng nhái. Tôi chết rồi, đúng là hàng dởm, hàng nhái, hàng ấy ương, hàng cóc đây này. Đúng rồi. Nhái à? Ấy ương à? Cóc à? Đúng là cái đồ nhà quê. Ếch ngồi đáy giếng, nhìn cái hoa mướp rơi xuống, ấy tưởng là cục vàng. Thôi được rồi, đợt này tôi sẽ mua cho bà một cái vé đi tour. Bà đi khắp thế giới để cho bà mở cái mắt quà ra. Ông hứa với tôi bao nhiêu lần rồi? Toàn hứa hiểu hứa vượn thôi, tôi không tin. Ấy, lần này thì chắc chắn rồi. Bà cứ yên tâm đi. Thật nhá, nhớ đấy, phải giữ lời hứa đấy, cấm không được nuốt lời hứa. Được rồi, bà yên tâm đi, tôi sẽ thực hiện cái chuyện này 100%. Khi đã có tiền rồi thì bà thích lên thiên đình, tôi đưa bà lên thiên đình. Bà thích xuống địa phủ, tôi đưa bà xuống địa phủ, bà hiểu không? Imo, cái chuyện này. Của quan, ông rủa giấy tôi bảo, ông mong tôi chết sớm đi bảo, để ông lòng mòng cái con thư ký của ông bảo, cái con chân dài đến nách cái bảo, cái con mắt xanh mỏ đỏ ấy hả? Bảo hả? Thôi, bà cái chuyện nọ sọ chuyện kia, ý tôi nói ấy, có tiền thì mua tiên cũng được. Đây này. Quan trọng phải nhiều đạn, đạn súng trường, đạn súng cối, đạn AK, bà hiểu chưa? Ôi giời ơi, trông ông thế này mà ông cáo cụ thế nhỉ? Chỉ thích cầm phong bì cho nó gọn. Gọn nhẹ chứ gì. Bà đưa đây cho tôi, Đưa gì? Tôi kiểm lại. Mà kiểm lại xong thì tôi còn nhận thêm thì đưa cho bà một thẻ. Nhớ đấy nhá. Này, nhận vào và xong rồi phải đưa hết cho tôi nhá. Được rồi, cái gì ông chẳng phải đưa đi. Cho bà. Có điện thoại. Chiến bảo vệ à? Alo, cậu Chiến đấy à? Tôi đây, có việc gì thế? Hả? Cái gì? Tôi phải đến ngay à? Được rồi. Cứ ở đấy, tôi đến ngay. Có chuyện gì thế hả ông? Có chuyện khẩn cấp. Nhưng mà là chuyện gì? Ôi trời ơi, bà giúp tôi. Phi tang cái thứ này đi, phi tang ngay. Phi tang này. À không, đây. Bà cầm cái này, cất đi nhanh đi. Tôi phải đi đây. Cửa cho đấy. Cửa đi, cho rủi bay vào mõm đi. Bắt đền anh đây. Thôi, anh biết lỗi rồi. Thế bây giờ em muốn gì? Anh lại còn phải hỏi à? Anh làm em dở dang thì ai lấy em nữa?
em sẽ nói với bố mẹ em thế nào đây? Thôi được, anh sẽ lấy em. Thật á? Ừ. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Em phải nói với bố em. Cho anh lấy chức trưởng phòng chứ gì? Sao biết? Em đi guốc trong bụng đàn ông các anh ấy, ớt nào mà ớt chẳng cay, dai nào mà chẳng đắm say đàn bà. Mà anh yên tâm đi, anh mà cưới em ý, thì anh chắc chắn sẽ lên chức trưởng phòng, rồi sẽ là phó giám đốc, nay mai còn làm giám đốc đấy. Thật nhá, sao em lại quả quyết như vậy? Vì em đã mặc cả với bố em rồi mà. Thế à? Ai mà cưới em ý, người đó sẽ lên chức trưởng phòng. Ôi trời ơi, em đúng là người đàn bà trong mộng của anh rồi. Lắm. Và cũng là chiếc thang để anh trèo hái tương lai nữa chứ gì. Em nhỉ. Thôi, bây giờ chúng mình đi về nói với bố mẹ đi. Chúng ta về nhá. Đây. Chị biết không, lão sếp này sáng nay vừa bị công an giải về đây để khám nhà. Nghe nói lão ấy tham ô nhiều lắm. Nghe nói vợ chồng nhà này hiền lành lắm cơ mà. Ôi ôi, cáo giả trồn đấy. Không tham ô thì làm sao xây được nhà ngang nhà dọc như thế này. Thế cho chết cái đồ quan tham, ăn lắm con út. Ồ, lại còn tỏ ra cao đạo khinh người. Mỗi lần đi xe ô tô về á, bóc quà lại cứ inh ngòi cả lên. Tưởng thế nào, hóa ra là đi ăn cắp của dân. Bây giờ á, có một ngôi nhà kho tha hồ và bóc lịch. Thôi, chị em mình đi về đi. Dạ, chào hai bác. Chào bác. Dạ, mời hai bác vào nhà cháu chơi ạ? Về nhà thì biết. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì với mẹ? Bố mày. Bố có làm sao? Bố mày bị bắt rồi con ạ. Bố có làm sao bị bắt hả mẹ? Ôi trời ơi, còn làm sao nữa, đây này, bao nhiêu cơ ngơi như thế này. Toàn tiền ăn đút lót, ăn hối lộ đấy con ạ. Ăn nhiều quá nên bây giờ nghẹn rồi con ạ. Rồi, vào đây mẹ bảo. Mẹ, mẹ chờ con, chờ con. Tôi chết rồi, ông ấy bị bắt thì mình mất chức trưởng phòng mà. Anh Tết. Tiền đâu mà giả nợ bây giờ. Anh Tết. Hả? Anh yên tâm đi, em vẫn còn tiền mà. Anh cứ cưới em đi rồi em sẽ đưa cho anh. Cái gì cơ? Ừ. Cưới cô á? Ừ. Tiền á? Ừ. Trời ơi. Này, gì? Em vẫn giấu tiền của bố mẹ em cho đấy, yên tâm đi. Trời ơi, thế còn chức trưởng phòng của tôi, giấc mơ của tôi đâu rồi? Trời ơi. Anh chẳng nói em là giấc mơ của anh còn gì đây? Đây, giấc mơ của anh đây, giấc mơ của anh đây, giấc mơ của anh đây. Cô cũng phải là giấc mơ của tôi. Anh Tinh ơi. Chức trưởng phòng của tôi. Tiền là giấy. Ta mất nhau từ đây. Đúng ơi! Đâu rồi? Thằng Hay đi đâu rồi nhỉ? Úi dồi ôi! Trời ơi! Ra đây! Khổ quá, ra đây tôi bảo! Rồi ơi! Thắng rồi! Ra đây! Ra rồi còn rực ruột. Làm gì đấy? Thắng cái gì? Đang rực ruột đấy, ra đây. Thắng cái gì? Sao lại ngu thế? Suốt ngày chỉ cắm đầu cái xó bếp không biết chuyện gì cả. Im mồm. Bảo ai ngu? Ai kém thông minh? Hả? Cái gì đấy? Này, con này nói cho mà biết nhá. Con này nhá, kho cá không thiêu nhá. Muối dưa dưa không khú nhá. Muối cà không ủng nhá. Làm gà cũng biết vặt lông làm lòng làm mề nhá. Bảo ai ngu? Hả? Rồi. Nếu có nói thì chỉ được phép nói vợ là chỉ số IQ hơi thấp. Khiếp. Rốt. Tây thế. Chứ không à. Bây giờ nói đi. Thắng ai? Ai thắng? Thắng cái gì? Thắng ai á? Cười cái gì đấy? Cười cái gì? Thắng ai? Dạ đây. Dạ đâu? Có nhớ cái thằng Lý Trường không? Lý Trường? Thằng... Bao nhiêu năm nay nó hành hạ tôi, nó chủ uống tôi, nó... Đi chơi! Có nhớ không? Trời ơi, còn lạ gì nữa? Thằng Lý Trường chứ gì? Nó chết rồi. Làm sao? Nó chết! Rồi! Làm sao mà chết? Hả? Chết! Lại đây chứ mà. Còn sao? Có biết gì không? Sao? Sáng hôm nay, à, trong cuộc họp bí mật, à, có đầy đủ tất cả các ban ngành, toàn là những đầu ngành trong thôn. Ừ. Người ta đã bí mật
bí mật làm gì? Có bí tưởng tượng được không? Cái gì? Họ đã thống nhất bầu tôi làm xã trưởng. Đúng rồi. Trúng rồi. Trúng rồi. Bây giờ tôi đã to hơn cả cái thằng lý trưởng rồi nhá. Mày, mày hành hạ bà bao nhiêu năm nay, bây giờ đã đến lúc bà trả thù mày nhá. Mày bắt bà quà cáp, bắt bà chúc tụng, bắt bà biếu xén mày, cho đến bây giờ là bà đã đến lúc trả thù mày rồi. Bà trả thù mày. Mày nghe, Tư Bảo. Cái gì đấy? Bây giờ thế này, có một cái việc cần phải làm ngay. Việc gì? Ngày mai. Ngày mai. Bù nó phải sửa soạn lại ngay cho tôi cái cửa sau, rõ chưa? Làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Từ từ nghe hết đã. Sau đó phải đánh đường lên Hà Nội, đến phố Hàng Mã mua ngay cho tôi một bộ hoành phi câu đối về để tôi dán ở góc nhà, hiểu chưa? Sao phải dán góc nhà anh? Sao lại ngu thế? Ai ngu? Ai ngu? Chỉ số IQ thấp thế. Mà mua làm gì? Tiếp khách chứ còn gì? Bây giờ tôi là xã trưởng rồi, tôi không phải tiếp khách, không phải tiếp thằng nào con nào cả. Ở cái nhà này bao nhiêu năm nay không thằng nào con nào đến đây nhá. Bây giờ không phải tiếp thằng nào hết. Ồ, hay sao lại IQ thấp thế nhỉ? Bây giờ mình là xã trưởng rồi. Thiếu gì thằng nó đến nó nịnh bợ, nó quà biếu rồi nó có mà tiền vào như nước hết lên. Tiền như nước. Rồi đến nơi rồi. Chứ còn sao nữa. Trời ơi. Này, mà nhớ nhá, tiếp khách thì phải bảo chúng nó đi cửa sau, nhớ chưa? Không được đi cửa trước. Không nhớ cái vụ, không nhớ cái vụ mà vợ chồng mình phải đến nhà thằng lý trưởng, cái vụ mà mừng mừng con chó nhà nó khỏi ốm ấy. Biết rồi. Chả đi cửa sau, đi cửa trước con mà chết à? Căm lắm mà vẫn nhớ lắm đấy. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Phải bảo chúng nó đi cửa sau. Đi cửa trước thì có người lộ hết. Lộ hết. Ôi giời. Hình như là chúng nó có biết nhà mình lên quan. Chiều hôm qua chúng nó mang nhiều quà cáp đến đây biếu lắm rồi ạ. Thật không? Thật rồi. Hôm nay sao không thấy báo cáo gì cả? Chưa kịp báo, chưa kịp báo. Rồi ôi. Này, nhưng có thấy thằng lý trưởng nó đến chưa? Chưa thấy mặt mũi đâu nhá. Chưa thấy mặt mũi đâu cả. Sao thằng này láo thế nhỉ? Đấy. Được, không sao. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Đúng. Nó cứ để đấy, có mà chạy đằng rời. Chạy đằng rời. Bây giờ thế này, còn nhiều việc khẩn cấp hơn nữa. Tôi để thế này. Cái gì đây? Đây. Bu mày cầm cái niên này lên chợ nhá. Thuê ngay cho tôi mấy thằng kiến trúc sư, nó thiết kế cho tôi một cái logo lịch làm việc. Sau đó thuê ngay thằng Hiếu Pháo, thư pháp giỏi nhất cái xã này, viết cho tôi cái lịch làm việc của xã trưởng. Viết vào đây. Viết vào đây. Ok. Này. Sao? Riêng nhà mình mà đã làm quan nhá, không cần thuê mấy thằng kiến trúc sư ở chợ làm gì cả. Mấy thằng đấy toàn thiết kế chuồng gà thôi. Riêng nhà mình đưa lên tỉnh nhá. Lên tỉnh hả? Làm cho nó ích. Lên tỉnh. Tôi duyệt. Duyệt. Mẹ mày muốn làm gì thì làm. Nhưng phải nhớ, cái lịch làm việc của xã trưởng ấy, nó phải tròn trịa và nó to như cái này này. Rồi. Chưa? Sau đó thế này, chia đôi nó ra. Chia đôi. Đấy, hiểu chưa? Đấy, giống như kiểu là lưỡng nghi sinh tứ tượng ấy. Rồi. Đấy, chia đôi ra. Một bên là lịch làm việc, một bên là lịch tiếp khách. Rồi. Lịch nghỉ ngơi, lịch ăn uống, rồi lịch là phải ghi đầy đủ. Rồi. Nhưng cái điều quan trọng nhất, cái gì? Cái dòng dưới cùng này này. Dưới cái chuyện của tôi đảm bảo đấy là phải ghi rất rõ ràng lệ phí mỗi một phát đóng dấu. Bao nhiêu tiền nhớ là phải gạch đít màu đỏ nhé, cho người ta chú ý vào. Người ta giàu đến nơi thì còn gì nữa. Rồi. Thôi, bố mày tiến hành luôn đi. Rồi. Để tôi vào tôi ổn định về mặt nhân sự đã. Cứ đi, cứ nhá. Chồng hơi thích đấy. Nỡ mà. Trời ơi, giàu đến nơi rồi. Giàu đến nơi rồi. Mình phải thuê đến 30 cô nghề mẫu chân dài. Về đây chỉ có mỗi cái việc là tắm táp cho lợn,
cho gà ăn, cơm nước, chợ búa cho mình thôi. Ôi giời ơi, sung sướng đến nơi rồi. Không được, 30 cô người mẫu như thế về nó lại không muốn tắm cho lợn, mà nó cứ đòi tắm cho chồng mình. 30 cô chân dài như thế mà cứ tắm cho chồng mình thì còn gì là người nữa chứ. Biết đâu mình đã mồ côi chồng thì sao? Không được. Nóng, 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 sốt. Nóng, 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 sốt. Ôi, dạ mà hôm nay mình mặc cái váy có phải là tiếng không? Không nhìn thấy cái gì à? Nóng, 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 sốt. Nhìn đi. Cái bà này hôm nay bà điên à? Cứ tưng tửng tưng tửng, người ta đang sốt hết cả ruột thế này. Chả điên đâu, nhưng mà tự dưng hôm nay mình lại thấy phởn ấy. Này, có mọi hôm ý, ông Toàn đi vắng thôi, sao mà bỗng dưng đêm qua lại ở nhà hạ vui đáo để. Mời chúng mày này, chính vì vui như thế nhá. Hôm nay á, vợ thưởng đấy, vợ tự tay làm đấy. Đấy, ngon không, ngon không? Nhìn đã thấy thèm chưa? Hả? Trời ơi, thế nhìn mà không thấy thèm à? Ai bảo bà làm những cái thứ này? Thì vợ yêu chồng thì vợ làm cho chồng đấy. Ăn làm sao được? Thế sao lại không ăn được? Ôi tôi chết rồi, ôi tôi biết rồi. Này này này, chắc là ông quen ăn hàng ăn hiệu đúng không? Thế thì bây giờ ông ăn gì? Ăn bít tết nhá, hủ tiếu nhá, gà tần nhá, cơm tấm nhá, hay là ăn cái gì? Không ăn. Úi dồi, cái gì? Em biết rồi. Hay là mình đợi em gọi cái thằng xe ôm đến, nó chở vợ chồng mình đi cà phê Chồn nhá. Chồn với cáo gì ở đây? Ôi ôi, thế nhân viên đâu hết rồi mà để bà phải làm cái thứ này. Dạy em, lúc nào cũng hỏi ghét thế. Nhân viên của ông ấy, ông phải quản lý chứ. Tôi có phải là trưởng phòng tổ chức đâu mà tôi quản chúng nó. Thế chúng nó đi đâu hết cả rồi? Ơ, nó bỏ đi hết rồi. Bỏ đi hết rồi. Bỏ đi hết rồi. Ờ, bỏ đi hết rồi. Chúng nó bỏ đi phải có đơn xin thôi việc. Bọn này, bạc như chó. Đúng cái bọn này, láo quá cơ. Ờ, thế còn vợ chồng đốt đâu? Vợ chồng là thằng Mõ. Thằng Mõ ơi. À, thằng này giỏi từ nhá. Từ sáng có thế này đến đây đâu. Thằng này quá giỏi đấy. Gần trưa rồi mà bây giờ nó chưa thèm đi, nó có Mõ cả làm nhờ. À, cái thằng này này, tôi biết ngay mà. Cái thằng này là chuyên môn là đánh võng ở đường thôi. Mà tại sao ông không phone cho nó hả? Phone từ sáng rồi. Thế nào đâu, có liên lạc được không? Không tín hiệu, ngoài vùng phủ sóng. Mà cái thằng này nó đổi số liên tục. À, nó lại đổi số à? Dễ ợt. Bây giờ tôi bày cho ông một cách nhá. Cái gì? Ông lên biên giới tàu ấy, ông sắm cho nó một cái bộ đàm về đây. Ôi trời ơi, cái bộ đàm đấy chỉ quanh quẩn quanh ở trong làng thôi. Nó rời khỏi làng là nó chết ngay. Thế cho nên là ông gọi nó lúc nào nó về ngay với ông nhá. Ok. À này, hôm nọ tôi đi gội đầu sửa móng tay móng chân ý, tôi nghe thấy thiên hạ người ta kháo ầm lên là cái thằng Mõ sắp lên quan, có đúng không? Ôi giời ơi, cái thằng Mõ làm sao mà làm quan được? Các cụ đã nói rồi, con vua thì lại làm vua, mà con sái ở chùa thì đã quét lá đa. Làm sao mà làm quan được đúng không? Nó nói về trình độ học vấn của nó thì nó làm sao mà nó qua mặt được ông, đúng không? Làm sao mà làm quan được? Ờ mà đúng, ít nhất tôi cũng hơn nó được cái thoát nạn mù chữ. Đúng thế. Sao mà vượt mặt tôi được? Đúng thế. Nghe nói là cứ nghe thôi, nhưng mà tin là tôi không có tin. Không thể làm quan được nhờ, đúng không? Bà ơi. Hả? Nhưng đấy lại là sự thật. Vừa rồi bà con bầu nó lên làm xã trưởng, mà nó là cấp trên của tôi. Hả? Bà ơi. Tôi chết rồi. Ô. Chết rồi. Hơi, này 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 này. Ôi nặng quá, ôi xin đây, từ từ vào phản rồi hạng ngất nhá, vào phản hạng ngất. Ngất đi. Ôi xồi, thôi, ôi tôi xuôi. Này, xuôi nhá, đừng có chớ ra nhá. Ôi giời ơi, khổ quá. Thế nhưng mà nó mà có lên chức thì có khi ảnh hưởng gì đến ông đâu mà ông phải sợ thế. Thế bà không biết à? Không. Hồi trước, mình đè nén nó. Ờ. Mình ăn hiếp nó. Mình bóc lột nó. Thì bây giờ nó lên làm quan thì nó phải vùi dập cái nhà này. Bà ơi, bà không biết cái gì cả. Ôi ông ơi, nó vùi dập cả nhà mình á. Nghĩa là nó vùi dập cả tôi á. Ôi trời ơi, cái chuyện này làm sao mà có thể tin được.
mình ơi mình, thế tại sao mình không nói với em một câu trước đi? Em sẽ chạy trò cho mình sẽ leo cao hơn nó, mình sẽ giật lại nó. Chạy đi đâu? Chạy. Đường dây chạy trọt bị xích cổ cả rồi, còn đường nào nữa mà chạy? Ôi giời ơi, tôi chết rồi, ôi giời ơi, tôi chết rồi, chứ không còn đường nào chạy nữa hả? Hết rồi, chết rồi. Ôi giời, mà cũng tại ông ý. Sao tại tôi? Cái thời mà ông đương chức đương quyền ý, ông đè nén người ta nhiều quá cơ, ông ăn nhiều quá cơ. Ông thấy chưa, một năm ấy chỉ có đôi ba lần lễ hội thì không sao. Đằng này nhá, ông cứ nghĩ ra hết cái khoản mừng này này, khoản mừng kia này. Ông làm cho người ta trơ xương ra, ông đã thấy hậu quả chưa? Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, ông chạy ngay sang bên nhà nó đưa, vẫn còn kịp đấy, ông xem binh tình thế nào nhá. Tôi mà phải chạy sang nhà thằng Mõ? Đúng. Làm mất hết thể diện của tôi à? Sĩ diện hảo. Tôi bà điên à? Có bà ông liền thì có ấy. Gió chiều nào theo chiều đấy. Tôi vừa mới nghe thấy nói là con gái của nó ấy, sắp lấy chồng đấy. Con gái sắp lấy chồng? Đúng. Sắp làm đám cưới rồi. Bây giờ thế này này, ông phải sang đi. Ôi trời ơi, bây giờ có bán cả cái gia tài này đi để mừng đám cưới con nó, mình cũng phải bán, hiểu chưa? Đi nhanh lên nhớ. Có nhớ. Lẽ tôi phải sang thật. Ừ nhớ. Nhưng bà yên tâm. Sao? Tôi sẽ có cách. Thua ai chứ thua cái thằng Mõ này là tôi không thể chịu được. Đúng, tôi cũng thế. Thua ai mà cứ thua cái thằng Mõ này là tôi cũng khó chịu lắm. Đúng. Ngồi nhờ một tí chỗ mát rồi chúng tôi đi làm đồng nhá. Trường làng trường trạ. Chào xã trường. Thượng hạ Tây Đông. Anh Mõ. Sao lại Mõ? Xã trưởng. À, anh xã. Quen mồm. Sao? Nghe nói anh đã làm quan rồi cơ mà tại sao vẫn trường làng trường trạ? Ồ đúng rồi. Quen mồm, cảm ơn. Quen mồm mất rồi, bao nhiêu năm thì nó ăn và kiểm thức rồi. Này, thế sao lại không đi làm lụng gì cả mà lại cứ ngồi đây là thế nào? Nghe nói dạo này nhà anh khá giả lắm phải không? Chuyện khá giả rồi chứ. Khổ mãi nó quen rồi. Bây giờ ơn rời kiếm được cái chân xã trưởng nó cũng mở mày mở mặt ra được một tí đấy chứ. Anh xã này, nghe nói mẹ đốt nhà anh xã sắp sinh hả? Phải. Ôi giời ơi, phải kế hoạch đi chứ, lại sắp có dâu có rể cả rồi. Ôi giời ơi, thế bà không nghe các cụ ngày xưa có câu là cháu bú bà thì càng bụ bẫm mà. Cái sự nghèo đó như thế tôi còn nuôi được chúng nó ăn học đàng hoàng, huống hồ bây giờ gia đình mình có điều kiện rồi. Đúng rồi, điều kiện rồi. Thế cứ... thôi có lẽ là mọi người đi làm đi nhá, chứ cứ ngồi đây rồi là tán phét như thế này rồi là không còn làm ăn được cái gì cả đâu nhá. Bây giờ tôi lên là tôi cầm quyền rồi là phải chịu khó làm ăn vào nhá. Không có như cái thời ngày xưa được đâu nhá. Thôi đi 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 làm đi, đi làm đi. Chào anh Mõ xã trưởng nhá, chúng tôi chào đi làm xã trưởng nhá. Rồi bây giờ chúng tôi đi đây. Vàng rớt giá, khoai mất mùa, vịt đẻ non, lợn gà bị dịch, lúa chín bị lép, đô la tăng vọt, dầu thô tăng đô rưỡi một thùng. Ngày xưa thì mình chỉ lo việc xã hội, bây giờ lại còn kiêm thêm cả cái kinh tế thị trường thế này, đau đầu quá. Làm cụ. Bẩm cụ. Ra. Làm cái gì đấy? Ra con đang bẩm cụ đấy. Con bẩm suốt từ cổng qua đây mà. Mày bẩm tao mà mày lại nhìn nó gầm giường thế, mày bẩm chó à? Hả? Đâu? Con nhìn thế này cơ mà con nào bẩm cụ chả nói gì cả. Này. Dạ. Mà dạo này ta trông mày có vẻ là phát tướng rồi đấy nhỉ. Dạ vâng. Béo tốt. Béo được 2 kg. Ủa. Tốt. Này. Dạ. Thế
Mày thấy từ ngày mày về mày làm cho tao đến bây giờ có thấy khác không? Khác cái gì ạ? Thì mày có thấy là có cái gì khác với lại cả ngày xưa mày làm cho thằng lý trưởng ngày xưa ấy? Thì con này tôi thấy hai thằng như nhau. Hai thằng như nhau à? Dạ vâng. Như là như thế nào? Thì đúng rồi còn gì nữa, con cũng phải gọi cả hai thằng bằng cụ. Đúng không ạ? Hai thằng bằng cụ mày. Dạ. Mày ăn nói thế à? Dạ đâu. Hai thằng bằng cụ. Mày gọi cụ là thằng à? Dạ không ạ. Con gọi thằng cu lý ngày xưa cũng bằng cụ. Mà bây giờ gọi cụ cũng bằng cụ thì có phải là hai thằng như nhau không? Tao không bằng nó được. Nó không bằng tao được. Thì đúng rồi gì đó, cụ thì phải hơn. Nhưng mà nhá, con cũng phải hầu hạ hai đứa như nhau. Nhá, con cũng phải rửa chân cho hai đứa này. Con cũng phải lau mặt cho hai đứa này. Con cũng phải bưng nước bê tăm cho hai đứa này. Chứ còn cái gì nữa? Dạ, thế nhưng ít ra tao phải hơn nó cái gì chứ? Thì đúng rồi, thiên hạ nó đồn là cụ hơn tí. Mà con cũng thấy đúng. Cái gì? Mấy lần cụ sai con đi mua báo ấy. Đây là con thừa mấy xu, con chả thấy cụ đòi gì cả. Thế là con này cứ hưởng đấy. Thế hóa ra là đấy là cụ là nhân ái hơn. Ừ thì tao có thế mày giả tao đâu mà tao đòi. Ồ thế à? Lần sau phải tự giác nhé. Ồ thế à? Thế thì con này cứ tưởng là đấy là cụ ban lộc cho con. Thế nào? Thế con việc gì mà mày cứ bẩm cụ? À dạ bẩm. Việc gì? Bẩm cụ là có thằng cu lý nó cứ đợi ngoài kia. Con bảo là con đợi con vào con bẩm cụ nó mới được vào. Thằng cu lý ấy. Thằng này khá. Làm việc rất nguyên tắc. À thế ạ? Thế mày có hỏi đến đây có việc gì không? Con bảo thế hỏi cái gì thì để con vào con bẩm cụ thì nó chả nói gì cả. Không nói gì. Nó cứ hỏi gặp cụ cơ. Thế con cho vào không? Được. Đã thế thì mày mời nó vào đây. Dạ vâng, thế con ra con bẩm nó vào nhá. Gọi vào đây. Vào đi. Này. Vào. Ui, cẩn thận này. Ôi giời. Nặng nề quá. Có cái gì mà nặng nề? Nặng mùi quá. Có cái gì mà nặng mùi? Cái chuồng lợn này sáng người ta chưa dọn được thì đâm ra là nó bốc mùi chứ có cái gì đâu mà nặng. Cái gì đây? Úi trời ơi, đấy. Biết ngay mà có cái bãi phân chó người ta chưa kịp hót ông dẫm bê bét ở đây rồi. Khiếp quá. Này, Bầm. Dạ. Có đứa nào nó léo nhéo ở ngoài đấy thế? Mày dạ. Bảo với nó là nhà có chó dữ đấy. Này. Cụ, tao bảo là nhà có chó dữ đấy, cẩn thận. À, cái thằng này láo nhỉ. Mày không coi tao ra cái gì, hả? Ôi thì ngày xưa tôi coi ông ra gì, bây giờ tôi mới không coi ông ra gì, chứ bây giờ tôi coi ông kia ra gì. Thì ra là chủ tớ như nhau. Qua cầu rút ván qua sông là đấm vào sóng. Đúng là một cái phường đều giả. Thôi, mày bảo có việc gì thì vào đây đi. Để tao còn giải quyết nhá, muộn lắm rồi đấy. Cụ bảo là có việc gì thì vào đi. Hóa ra là cụ Lý đấy hả? Thế chết thật thế. Thế hôm nay tự dưng lại có nhã hứng thế nào mà lại để gió nó thổi phật đến nhà tôi thế này. Chết mõ tôi là không ra ninh tiếp được, đa lễ quá. Không dám. Chào cụ mõ. Chết. Cụ cứ gọi tôi là mõ như ngày xưa được rồi, làm sao mà phải đa lễ thế? Bẩm. Dạ. Mà còn dương mắt chẩu ấy làm cái gì? Lấy gạch cho cụ Lý ngồi. Tôi không dám. Con không phải hầu. Ông không dám, ông cũng phải dám nhá. Tôi bảo ông ngồi thì ông phải ngồi. Tôi thế không. Chứ bây giờ ông có ngồi không? Nếu ông không ngồi ông xéo. Bẩm. Dạ. Con làm thế có được không? Mày đi chỗ khác để cho cụ tiếp khách. Này, cầm lấy cái công cụ này mà đi hành nghề đi. Hành luôn hả? Hành luôn. Đi mà hành đi. Chiêng lang chiêng cha. Chiêng lang chiêng cha. Chiêng lang chiêng cha. Chiêng lang chiêng cha. Bảo ngồi thì ngồi. Tôi thích ngồi đâu tôi ngồi. Cũng dẻo mỏ gớm nhé. Thích ngồi đâu thì ngồi à. Mới lên làm quan oai ra phết nhé. Chuyện
giáo trình ngày xưa ông soạn thế nào thì tôi cứ thế mà lên lớp thôi. Hóa ra mày bảo tao xui mày, hả? Này, ông đừng có mày tao chí tớ. Tôi không bằng vai phải lứa với ông nhá. Tôi ra lệnh cho ông nhá. Ông phải nghe. Bây giờ tôi là cấp trên của ông rồi. Tao không phải bình tĩnh với mày. Mày đang toan tính chuyện gì để hại tao? Mày nói toạc ra đi. Tôi mày lại phải toan tính với ông á? Hả? Tôi bảo ông chết, ông phải chết. Tôi cho ông sống thì ông được sống. Nhá. Này, đây có cổ hủ bài tân nhá. Này, còn tôi nhá, tôi lại đả cựu nghinh tân cơ. Việc gì cũng phải sòng phẳng rõ ràng. Thế thôi. Mới lên làm quan, hống hách nhỉ. Này, tao nhắc cho mày biết nhé. Ngày xưa, tao giúp đỡ mày, cả gia đình nhà mày mới có mày hôm nay. Cả dòng họ nhà mày phải biết ơn tao ngàn lần, nhé, thằng Mõ. Đúng. Chính vì ông giúp tôi cho nên tôi mới hận ông, nhé. Ông có biết ngày xưa ông vẽ ra đủ trò để vợ chồng tôi phải đến để cung phụng cho ông không? Hả? Nào là cưới này, hỏi này, đám ma này, khánh thành nhà này, mừng châu đẻ này, mừng khánh thành vỉ ruồi mới này, rồi là mừng chó khỏi ốm này, thôi, tìm được mèo mới về này. Mày đừng có nói mà người ta cười vào mũi mày này, là có mới nới cũ. Người ta cười vào cái mặt ông ấy. Mặt mày ấy. Mặt ông ấy. Mặt mày. Quan tranh tổng tới. Quan tranh tổng tới. Quan tranh tổng tới. Này, ai ông sao mà cứ cúi gằm mặt chỗ này là thế nào? Thằng Bơm. Thằng Bơm. Mày ăn cắp được đâu bộ quần áo này hả? Bố nào? Tôi vừa lên quan tranh tổng đấy. Mày lên tranh tổng á? Bố nào? Lên lúc nào? Ngậm miệng. Vừa lên xong, vừa có quyết định. Nào, không có cần xem quyết định không? Thôi. Không có cần xem quyết định không? Thôi. Sao lên tranh tổng nhanh nhanh nhỉ? Tin chưa? Thôi. Thế hai ông đứng gần đây. Đang nghĩ mưu gì đấy? Bàn tính cái gì đấy? Tôi với Mõ đang ngồi nói chuyện vui. Mõ nhờ. Vui vẻ gì? Bơm, nó định so gươm tao với mày đấy. Bây giờ tôi là quan chánh tổng. Dạ. Không còn là Bơm nữa. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Nghe rõ rồi. Hai ông nghe đây. Dạ. Công là quan phụ mẫu của dân, mà công không gương mẫu, vừa lên làm quan xong đã bàn tính toan tính là ăn cắp của dân. Dạ. Công thấy công có xứng đáng không? Dạ bẩm quan đèn rời soi xét, tại nó đi trước nó làm gương cho nên con cứ thế con nói theo chứ con có biết gì đâu ạ. Dạ bẩm quan, nó mới lên làm quan nó đã toan tính để nó hại tôi cho nên tôi bức xúc quá. Bức xúc cái gì? Công ngậm miệng. Hai ông nghe đây. Dạ. Cả hai ông đều sai rồi. Cả hai ông đều đáng bị trừng phạt. Công là quan, công sống phải có cái đức. Để sau này các ông không làm quan nữa thì các ông không phải sợ ai cả, không phải lo ai trả thù mình cả. Quan nhất thời, dân vạn đại. Cũng như tôi đây, tôi làm quan, tôi cũng không yêu cầu tôi phải giàu có. Khi mà tôi và các ông cởi áo quan ra thì anh Lý vẫn mãi là anh Lý. Anh Mõ suốt đời cũng chỉ là anh Mõ. Còn tôi cởi áo quan ra, mãi mãi tôi cũng chỉ là thằng Bẩm. Dạ. Hết chưa? Dạ bẩm quan, quan hết chưa để bọn con còn vỗ tay ạ? Hết rồi. Hết rồi ạ? Hết rồi. Thì vỗ tay.